Thưa quý vị, khách mời của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày ngày hôm nay là một cậu bé rất đặc biệt. Từ nhỏ thì em đã được mọi người xem là một hiện tượng khi đạt được rất nhiều những thành tích trong những cuộc thi tiếng Anh và hùng biện. Và em cũng chính là người đang nắm giữ hai kỷ lục, đó là dịch giả nhí nhỏ tuổi nhất có sách xuất bản và người viết tự truyện nhỏ nhất Việt Nam. Cậu bé 14 tuổi vừa cùng với gia đình ra mắt 3 quyển sách, chia sẻ rất nhiều điều thú vị về tình cảm yêu thương giữa những thành viên trong gia đình dành cho nhau. Đỗ Nhật Nam vừa cùng ba mẹ ra mắt 3 cuốn sách Đường Xa Con Hát, Tròn Một Vòng Yêu Thương Mẹ Kể. Đường Xa Con Hát là tác phẩm thứ 4 trong các sáng tác của Đỗ Nhật Nam. Cuốn sách là tuyển tập những bài thơ được Nhật Nam viết khi đang ở Mỹ. Đường Xa Con Hát chất chứa những tình cảm nhớ nhung, tình yêu thương da diết mà Nhật Nam dành cho cha mẹ, bà ngoại ở quê nhà Việt Nam. Tròn Một Vòng Yêu Thương được viết bởi ba Đỗ Nhật Nam, ông Đỗ Xuân Thảo, là tác phẩm chứa nhiều tình yêu thương và trí tuệ. Những câu chuyện trong Trọn Một Vòng Yêu Thương được tuôn chảy một cách tự nhiên, như không phải vắt óc suy nghĩ, không cần cố công mà viết. Tất cả chất chứa tấm lòng yêu thương của một người cha kiệm lời. Cuối cùng, cuốn Yêu Thương Mẹ Kể sẽ là nguồn năng lượng bình an đến kỳ lạ, đến từ tấm lòng người mẹ. Tác giả Phan Thị Hồ Điệp, mẹ của Đỗ Nhật Nam, dường như đã gửi gắm tất cả tấm lòng người phụ nữ dành cả cuộc đời mình để làm mẹ, làm vợ vào trong tác phẩm này. Thưa quý vị, hiện giờ trên tay của Diễm Loan là 3 quyển sách của 3 thành viên trong cùng một gia đình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có dịp trò chuyện với 3 thành viên đặc biệt này. Xin được giới thiệu với quý vị, đó là anh Xuân Thảo, chị Hồ Điệp. Và nhân vật chính ngày hôm nay mà chúng ta sẽ trò chuyện khá là nhiều đây, đó chính là em Đỗ Nhật Nam. Xin chào anh chị, xin chào em. Và ngày hôm nay thì khi mà tham dự buổi ra mắt sách của cả nhà mình thì điều đầu tiên mà Diễm Loan rất là muốn biết đó là vì sao mà gia đình mình quyết định là ra mắt cả 3 quyển sách cùng một lúc như vậy ạ? Ban đầu thì là khi mà Nam đi sang Mỹ thì Nam làm những cái bài thơ để gửi tặng cho bố mẹ, để bày tỏ cái nỗi nhớ thương của mình với bố mẹ. Dần dần thì cái số lượng của thơ của Nam cứ tăng dần lên. Đồng thời với đó, khi mà Nam cứ mỗi lần Nam viết một cái bài thơ thì bố mẹ thường có những cái bài viết hoặc là những cái thông điệp để gửi gắm cho Nam, và cái số lượng đấy cũng cứ tăng dần lên. Và vì vậy cho nên khi mà ra sách thì mọi người đã quyết định là ra sách luôn cả nhà. Cái chủ đề Tròn Vòng Yêu Thương, tức là tôi vẫn muốn là cái người đàn ông trong gia đình ấy, người bố ấy và người chồng ấy, thì giống như là một cái tâm của cái vòng tròn. Thế nên là mình phải kết nối yêu thương lại, và làm sao đấy thì tất cả là kết nối, nó tạo thành một vòng tròn. Trước hết là để gia đình mình ấm áp yêu thương, và sau đó là lan tỏa tới cộng đồng. Với riêng Đỗ Nhật Nam thì chị Lan được biết là quyển sách Đường Xa Con Hát này là quyển sách thứ 4 của em rồi đúng không? Và quyển sách lần này thì không biết là có bao nhiêu bài thơ ha? Em thì không rõ nữa, nhưng mà cũng là khá nhiều bài, tại vì em viết xong thì cũng không đếm lại số bài mình đã viết ạ. Chị có nhớ được là bao nhiêu bài không ạ? Tổng cộng 26 bài. Có một số bài thì là Nam viết riêng cho mẹ và là mẹ giữ riêng cho mình và không in vào trong tập thơ này. Nhưng mà tổng cộng thì chắc khoảng gần 30 bài thơ Nam viết trong thời gian 9 tháng mà Nam đi học xa bố mẹ. Như vậy là còn khoảng 4 bài là dấu chưa có bật mí đúng không? Hơi thắc mắc, hơi tò mò. Nhưng mà Nam ơi, vậy em bắt đầu sáng tác những bài thơ này chính xác là vào thời điểm nào? Từ cái thời điểm là em vừa mới sang Mỹ ạ. Là bài thơ đầu tiên mà em viết là một bài, vâng, hay là bài thơ 20 tháng 10 dành cho mẹ em ạ. Và 20 tháng 10, lúc đó mẹ nhận thì cảm xúc thế nào ạ? Lúc mà Nam viết thơ là trong đêm, là đêm của mình, nghĩa là năm là ban ngày thì là trong đêm của mình. Buổi sáng mình tỉnh dậy thì mẹ có nhận được một cái tin nhắn là mẹ ơi, mẹ mở Facebook ra đi, em có một món quà cho mẹ. Lúc bấy giờ mình nhớ là mình vừa đi xuống bếp xong rồi mình nhận được cái tin nhắn đấy, mình mở Facebook ra ngay, và khi mà mình ngồi thụp xuống ghế và khóc òa lên. Tại vì là thực sự là đấy là một cái, trong cái bài thơ đấy thì câu cuối cùng Nam có nhắn là 20 tháng 10 đừng khóc nhé mẹ ơi. Như vậy thì những cái bài thơ mà mình sáng tác ra, không biết là bài thơ nào thì đối với em là ấn tượng nhất, hay là em thích nhất, hoặc là có cái hoàn cảnh ra đời đặc biệt nhất? Bài mà em thích nhất là bài Bà Ngoại Xì Tin ạ. Bởi vì là cái hoàn cảnh ra đời là bởi vì là bà của em vừa mới có tài khoản Facebook, và bà vẫn đang tìm cách để có thể là làm thế nào để sử dụng Facebook, rồi sử dụng Google, rồi nhiều lúc bật iPad lên nhưng mà lại không biết tạo dùng thế nào. Vì vậy em thấy buồn cười quá nên là em mới chuyển thể thành thơ ạ. Quý vị đừng quên là chúng ta hãy xem thử qua bài thơ Bà Ngoại Xì Tin, xem là bài thơ này vui và dễ thương như thế nào như chia sẻ của Nhật Nam nha. Và có rất nhiều những quý vị khán giả đó thì sẽ có những cái thắc mắc về gia đình của bé Nhật Nam. Không biết là cái thời gian đầu tiên khi sống xa bố mẹ thì Nam phải mất bao nhiêu lâu mới hòa nhập được với cuộc sống mới? Em cũng phải mất một thời gian là một vài tháng ạ, bởi vì
là không chỉ hòa nhập, không chỉ là làm thế nào để nguôi ngoai được nỗi nhớ với bố mẹ, em còn phải hòa nhập được với cuộc sống mới, văn hóa Mỹ, với những con người rất là mới, ở một môi trường rất mới nữa. Nên là em cũng mất một thời gian mới có thể làm được như vậy ạ. Thường một cái ngày trôi qua của Nam ở Mỹ với cái công việc học tập diễn ra như thế nào? Công việc học tập của em thì vẫn rất là bình thường, em đến trường và đi học và sau đó thì luôn luôn là học thêm những bài ở ngoài nữa để mở rộng vốn kiến thức của mình, cũng như là em hy vọng được nhảy khóc lớp ở bên Mỹ nữa. Thời gian thì gia đình là bao giờ cũng là buổi tối ạ, bao giờ bố mẹ cũng bật Skype để em có thể nói chuyện với bố mẹ ạ. Và không biết là cái lần mà Nhật Nam thể hiện cái tình cảm đối với bố mẹ mà anh chị cảm thấy ấn tượng nhất là lúc nào ạ? Anh còn nhớ không ạ? Cái lần mà Nam viết bài thơ về cái u ở trên trán của tôi thì tôi rất bất ngờ. Cái u trên trán tôi thì nó mới mọc một thời gian gần đây thôi. Những lần nói chuyện với tôi qua Skype thì thường thường là Nam không nhìn thẳng vào tôi. Tôi cũng đoán là như vậy, là cháu cũng rất buồn là khi mà trên trán bố mọc một cái u. Thế nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là như thế là cháu cũng đã nhạy cảm để cháu biết được điều đó thôi. Nhưng mà tôi cũng không hình dung là cháu sẽ viết một bài thơ rất là cảm động như vậy. Thế thì đến hôm sau thì Nam thành với tôi bất ngờ là tôi mở ra này, tôi thấy là có một cái bài thơ với một cái u của bố. Và đấy là bài thơ đầu tiên Nam tặng tôi. Cái mà làm cho mình cảm động nhất và đến bây giờ mình vẫn còn lưu giữ đó là năm học lớp 3 thì là bố Nam mình có phải vào nằm bệnh viện. Thì mọi người thì cô giáo các thứ thì đều không biết, nhưng mà một hôm cô gọi điện cho mình và cô nói là: "Chị ơi, thì em thấy dạo này Nam có vẻ buồn, mà hôm nay em mở hộp bút của Nam, lúc còn lau bút cho Nam thì em mở ra em thấy có một cái giấy Nam để ở trong hộp bút, Nam viết là: Bố ơi, con thương bố lắm, bố nhanh khỏe nhé." Và khi mà cô gọi điện cô nói thế thì mình đã phải cúp máy vội vàng để quay mặt đi và khóc, bởi vì không nghĩ rằng là Nam lại sâu sắc đến mức như thế. Thế là mọi cái thì Nam rất là giấu bố mẹ cái nỗi lo của mình và Nam thể hiện để giải tỏa bằng cái cách đó. Và với cái sự chia sẻ của em như vậy thì thường là bố mẹ sẽ thể hiện tình cảm lại với em như thế nào để em hiểu là bố mẹ rất là yêu em từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn như bây giờ ạ? Trong gia đình mình thì không bao giờ ngần ngại thể hiện cái tình cảm với Nam. Mọi người thì ví dụ con lớn thì hay ngại là nói là mẹ yêu em lắm hay là mẹ thương lắm hay mẹ cưng lắm, nhưng mà mình thì bất kỳ những cái hành động nào của Nam mình cũng đều chia sẻ, hoặc là bất kỳ mỗi một lần hai mẹ con mà gửi tin nhắn cho nhau ấy, mình luôn tìm cái cách mà cái thông điệp gửi gắm mà nó phù hợp với lứa tuổi của Nam. Ví dụ như mình tìm những cái hình icon mà nó rất là buồn cười để mình gửi cho Nam theo ngôn ngữ của tuổi teen mà Nam hay dùng. Chính vì thế cho nên Nam nhắn tin cho mẹ rất là buồn cười. Những cái cách như thế thì mình thấy là nó dễ dàng và đơn giản hơn, chứ mình không có gò ép là lúc nào thì phải làm gì cả, mà mình thể hiện một cách hết sức là tự nhiên và dung dị. Người ta thường hay nói là các ông bố thì thường hay kiệm lời và cũng ít khi bộc lộ cái cảm xúc tình yêu thương ra ngoài với con. Còn anh thì sao? Tôi kiệm lời cho nên tôi ít nói, nhưng mà tôi thể hiện bằng hai cái kênh. Một là cái kênh hành động, tức là tôi làm nhiều hơn là tôi nói. Tôi làm nhiều hơn tôi nói, tức là tôi muốn bộc lộ tình cảm của tôi thông qua việc làm. Tôi muốn con trai tôi sau này bộc lộ cái chất đàn ông của mình như thế, tức là làm nhiều hơn là nói. Thế cho nên là ví dụ như là tôi hy sinh cái cá nhân của tôi rất thầm lặng. Ví dụ như là tôi cũng có những nhu cầu như của người đàn ông khác, tức là sau giờ làm có thể đi uống bia, uống bọt với bạn bè, hoặc là những ngày nghỉ có thể là đi chơi với bạn bè, tụ năm tụ ba, đấy là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng mà thường thường là tôi hy sinh những cái đó, và sau mỗi một ngày làm việc thì tôi chỉ mong tôi về nhà thật nhanh đi và tôi làm bạn với con tôi. Thế và tôi có thể là tôi đá bóng với con tôi đi bơi với con tôi, hoặc là tôi chơi tất cả những cái gì hết sức dung dị thôi trong cuộc sống, hoặc là chơi đàn hoặc là cái gì đó, thì hai bố con như làm bạn với nhau. Và tôi nghĩ rằng là trước hết là mình muốn làm bạn với con mình thì mình phải hy sinh cái tôi của mình đã. Thế tôi trước hết là tôi hy sinh cái tôi của chính tôi, và bằng những việc làm thầm lặng tôi cho con tôi thấy. Đấy là đấy là điều nhất. Điều thứ hai là tôi không nói nhiều nhưng mà tôi viết nhiều ạ. Và tôi rất không ngại ngần khi tôi chia sẻ những điều tôi chia sẻ điều tôi viết. Đấy và viết bất cứ lúc nào có thể. Đấy, cho nên là khi mà ra cái cuốn sách này thì là tập hợp những bài trên Facebook thôi, chứ còn tôi viết ở mọi nơi mọi lúc. Thế và bây giờ có thể là những cái nhật ký hàng ngày tôi viết được con tôi, và con tôi có thể, và cái đấy tôi có thể bằng một cách trực tiếp và gián tiếp tôi cho con tôi đọc, có thể tôi đưa trực tiếp cho cháu đọc, hoặc là tôi bỏ vào trong cuốn sách của cháu hay là những hộp bút của cháu để cháu có thể đọc một lúc nào đấy để cháu hiểu về bố. Và đó là cái kênh mà tôi nghĩ rằng là nối con tôi với gần tôi. Và khi mà cho nên sau này khi mà tình cảm với mẹ thì con bộc lộ rất là, xin lỗi là lộ liễu thì mỗi mọi người, tức là có thể mọi người nhìn thấy, nhưng với bố thì rất là tinh tế, bởi vì là anh học được cách của bố thể hiện với anh ấy. Còn với Nhật Nam nè, thì Nam thấy là tình cảm của bố với mẹ thể hiện với mình thì nó sẽ có cái sự khác nhau như thế nào ha? Dạ, em thấy là đúng là như bố mẹ nói thì tình cảm của cả bố cả mẹ được thể hiện rất khác nhau. Chẳng hạn như mẹ thì luôn luôn là ôm rồi thơm rồi các thể loại thể hiện tình cảm rất là ra mặt, nhưng mà bố thì luôn luôn thể hiện tình cảm một cách rất là sâu sắc hơn ạ, và luôn luôn từ những cái hành động rất là nhỏ nhất ạ.
con đã về. Những nhớ thương đã đi qua, gieo vào lòng từng đêm xa bố mẹ. Những chờ trông gieo vào lòng rất khẽ, mong về nhà vào một sớm bình yên. Từ đêm khuya cho tới bình minh, con đường cũ chập chờn trong trí nhớ, và khung cửa dịu dàng hoa vừng nở vẫn thức chờ trong vạn giấc mơ con. Và con đã về để chạy lon son, ôm vai bố nhận tràn hơi ấm nóng. Con đây nhé, con không hề bé bỏng, chạm vai bố rồi bố hết những âu lo. Chợt nắng của hè tràn ngập vị thơm tho, con hít hả hương tóc xanh vai mẹ. Con cầm tay dịu dàng lời khe khẽ, thay nỗi buồn bằng gần gũi nhé mẹ ơi. Chẳng còn buồn, chẳng còn nhớ chơi vơi, chẳng còn xa, chẳng còn rơi nước mắt. Con về rồi giữa không trời trong vắt và giữa lòng bố mẹ trọn yêu thương. Diễm Loan phải công nhận là ngày hôm nay trò chuyện với gia đình rất là vui, mà nhất là khi thấy gia đình mình có cái cách chia sẻ tình cảm và thể hiện ra bên ngoài. Loan thấy thực tế cuộc sống lại có những cái vấn đề hơi trái ngược. Ví dụ như nhiều gia đình cha mẹ thể hiện tình yêu với con lại ngại ngần vì nhiều lý do, mà trường hợp khác thì là yêu con theo cái kiểu là phải có điều kiện, là con phải ngoan, con phải giỏi thì bố mẹ mới yêu con. Vậy thì cái cách xử sự này theo một người mẹ mà tinh tế như chị thì chị nghĩ là nó có gây ảnh hưởng đến cái sự phát triển tình cảm của con về sau không? Mình nghĩ là giữa yêu thương và tự do là hai cái phạm trù rất khác nhau. Yêu như thế nào để cho con mình vẫn cảm thấy rằng là mình được tự do trong cái tình yêu thương đó, chứ không phải là bị ghìm chân bởi vì cái tình yêu thương đó, thì đấy là một cái bài toán đối với các bậc làm cha làm mẹ. Mình yêu thương con nhưng mình vẫn chấp nhận là để cho con thể hiện được cái ước mơ và khát vọng của mình khi con đi học xa chẳng hạn. Mình yêu thương con nhưng mà vẫn để cho con được phản biện lại ý kiến của mình chẳng hạn. Hoặc là mình yêu thương con nhưng mà mình vẫn để cho con được nói lên những cái suy nghĩ của mình, hoặc con được làm những cái việc mà không thuộc trong các cái nguyên tắc của mình, thì mình nghĩ rằng là đấy cũng là một cái cách yêu thương con. Và vì vậy cho nên mình dùng từ là yêu thương vừa đủ để cho con cảm thấy tự do là như vậy. Người ta cứ nghĩ là yêu thương là một cái khái phạm trù gì nó trừu tượng lắm, nhưng mà tôi nghĩ nó hết sức cụ thể. Đấy, đó là những cái quan tâm với nhau hàng ngày thôi. Đấy, tôi lấy ví dụ một cái đơn giản như là cái vòng tròn, cái vòng Pandora mẹ cháu đang đeo chẳng hạn. Đấy, thì là chúng tôi nghĩ rằng là mỗi một dịp 20 tháng 11, hoặc 8 tháng 3, hoặc là ngày sinh nhật của mẹ cháu, thì hai bố con bắt đầu lại có một cái niềm vui là được đi mua thêm cho mẹ một cái hạt cham để gắn vào đấy. Đấy, thì tôi nghĩ đấy là những cái kết nối, và tôi muốn làm cái điều ấy một cách rất tinh tế cho cháu. Ví dụ như là năm nay chẳng hạn là cháu về và sắp đến ngày sinh nhật mẹ, thì tôi tìm ở trên mạng chẳng hạn một cái thông tin về cái vòng Pandora và tôi bắn sang Facebook cho con trai tôi. Đấy, và tôi chỉ cần nói thôi là con hiểu ngay, sẽ là sắp đến ngày sinh nhật mẹ rồi. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy, tức là còn nhiều những cái khác. Tôi kể một chi tiết rất là nhỏ, tức là ngày 20 tháng 1 có một năm là năm đó thì trời mưa, thế và tôi rất bận bịu. Nhưng mà tôi nghĩ là thôi, thì trong đầu tôi nghĩ là có lẽ năm nay là có lẽ chỉ mua một bó hoa để tặng mẹ thôi. Thì tôi bàn với con tôi như thế, và trong đầu tôi nghĩ thế. Và coi như là chứ còn nếu mà đi mua sắm bây giờ thì mưa gió và rất là khó. Thế nhưng mà cuối cùng thì Nam về, Nam nói rằng Nam rất buồn. Thế Nam nói rằng là phải có cái hoạt động gì chứ. Đấy, tức là nhân cái ngày đó là thường thường có cái hoạt động gì đấy. Đấy, tức là cuối cùng là tôi vội vàng, tôi nghĩ là như vậy là mình hơi vô tâm rồi. Thế mà tôi dắt cái xe vội vàng ra ngoài. Thì lúc đó là Nam rất hăng hái, và Nam đi thì Nam va vào cái chân trống. Và Nam đau. Tôi nhìn thấy Nam lúc là nhíu mày lại, và tôi nghĩ là con tôi đau, tôi dừng lại, tôi chết rồi, dừng lại để tôi xem chân tôi, con tôi giờ Nam bảo không, bố cứ lên đi, bố cứ lên, không có gì cả. Thế là cháu lên phóng đi, hai bố con đi mua quà cho mẹ, về đóng gói cẩn thận mang về tặng mẹ. Rồi thì lúc mà tôi dựng cái xe ở nhà tôi, và mà Nam cầm cái túi đồ vào tặng mẹ, thì tôi nhìn thấy có một cái vệt máu lan ra từ chân con tôi, và tôi biết như vậy là con tôi rất đau, nhưng mà nó được cái niềm vui đi mua một cái gì đó tặng mẹ, nó át hết đi rồi. Đấy là cái kết nối yêu thương, và người ta phải hy sinh thầm lặng như thế thì mới có được cái hạnh phúc đúng nghĩa của nó. Vừa rồi thì chị Diễm Loan thấy là em có cái sự chia sẻ tình cảm với bố mẹ rất là tự nhiên nè, từ cái ôm mẹ hay là cái đặt tay lên vai bố như là những cái người bạn vậy đó. Vậy thì điều gì đã giúp em có thể thoải mái trong cái việc chia sẻ tâm sự với bố mẹ như vậy? Có thể là gia đình của em ngay từ khi em rất là nhỏ ấy, thì luôn luôn là thể hiện tình cảm với nhau một cách rất là tức là không ngại thể hiện tình cảm với nhau, cũng như là không ngại chia sẻ với nhau những cái tức là nhỏ nhất đấy ạ. Chẳng hạn như là khi mà em bắt đầu sang Mỹ ạ, thì khi bởi vì là mẹ em không thể phải đi trước em, và lúc đấy thì em đã bắt đầu đi học rồi, vì vậy nên là đến lúc mà em về thì em thấy mẹ em đã để một cuốn nhật ký ở nhà, và mẹ em có viết một lá thư ở trong đấy và gửi gắm đến em và những cái tình cảm đến em. Và những lúc đấy thì em cảm thấy là vô cùng là nhớ nhà ấy ạ, nhưng mà cũng đấy là một trong những cái thể hiện tình cảm mà
mà em thấy tuyệt vời nhất. Hay là như bố em, khi mà em đi từ Mỹ sang Ấn Độ để có một bài thuyết trình ấy ạ, thì bố đã để một cái lá thư, đã dúi một cái lá thư vào trong cái túi của em, một cái lá thư rất dài và rất cảm động nữa ạ. Và cái lá thư đấy cảm tưởng như kiểu là em đã ở gần bố em hơn ấy ạ. Và nên là những cái cử chỉ rất nhỏ đấy thôi, hay là những cử chỉ như kiểu là mẹ em quàng lên vai em cái áo vào mùa đông khi mà em đang đi trên đường, hay là bố em lúc mà em đi bơi thì chạy ra vội mua cái xúc xích cho em khi mà em vừa mới lên từ bể bơi. Và em nghĩ rằng là cái sự thể hiện tình cảm cũng như là cái sự thoải mái chia sẻ đấy thì nó đã giúp cho cả gia đình em thì luôn luôn là không ngại ngần có thể thể hiện tình cảm với nhau, cũng như là có thể giao tiếp với nhau và coi nhau như là bạn bè ấy ạ. Em nghĩ là đấy là cái điều hay nhất ạ, và tuyệt vời nhất ở trong cách giáo dục của bố mẹ em ạ. Như vậy là từ cái cách giáo dục và cái cách cư xử của bố mẹ mà em cảm thấy thoải mái trong cái việc chia sẻ, đúng không? Chúng ta đã có một em bé nam rất là dễ thương, bây giờ không còn là em bé nữa. Hôm nay rất là trưởng thành rồi, trông rất là chững chạc rồi. Thì em rất là giàu tình cảm. Thế thì một cái kinh nghiệm chuyển tải đến cho những ông bố bà mẹ khác để cũng có thể chăm sóc và giáo dục cho con mình có được cái sự tình cảm như vậy là gì hả chị? Cái điều mà mình cảm thấy đến thời điểm này mà mình thành công đó chính là cái việc mà Nam lớn lên một cách hết sức là lành lẽ, sống thiện, luôn luôn tìm những cái điều tốt đẹp nhất ở trong cho cộng đồng, cho gia đình và cho cộng đồng. Để làm được cái điều đấy ấy, thì mình nghĩ là mình đã cùng với anh Thảo ấy đã uốn nắn Nam từ khi còn rất nhỏ, nhưng cái điều uốn nắn đấy mình làm bằng sự thương yêu. Mình bao giờ cái nguyên tắc ở trong gia đình, tất cả những cái nguyên tắc ở trong gia đình mình được chuyển tải đến với Nam đều thông qua một cái thông điệp là thương yêu, và vì vậy cho nên Nam đón nhận cái điều đó một cách hết sức là nhẹ nhàng và tự nhiên. Mình có đăng một cái bài ở trên Facebook có tên là Thức ăn cho tâm hồn. Mình nghĩ là ngoài cái việc nuôi dưỡng đứa trẻ bằng những cái dinh dưỡng mà người mẹ nào cũng tìm hiểu thì cần có cái sự nuôi dưỡng về mặt tâm hồn. Thì ở mình ấy, mình đã nuôi dưỡng tâm hồn cho Nam bằng rất là nhiều cách. Cách mà phổ biến nhất là thông qua sách. Qua mỗi một cái câu chuyện, mình đều chọn những cái câu chuyện nó mang tính nhân văn và đều hướng Nam tới những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc đời. Ngoài ra đó thì là mình tự sáng tác chuyện. Mình đã sáng tác rất là nhiều những cái câu chuyện, và hầu như với mỗi một cái tình huống thì mình đều sáng tác những cái câu chuyện nho nhỏ và mình tự kể cho Nam. Thì Nam rất lạ là Nam lại thích những cái câu chuyện mà mẹ sáng tác hơn là những cái câu chuyện mà mình mua. Ví dụ như là mình dạy cho Nam biết cách chia sẻ với bạn bè chẳng hạn, thì mình dạy cho Nam về một cái câu chuyện là cái bạn gấu ấy, bạn ấy mang cái đồ ăn đến đi cho bạn, nhưng mà giữa đường bạn ấy thèm quá, rồi bạn ấy đã làm như thế nào rồi và đến nơi ra làm sao. Tức là những cái câu chuyện nó hết sức là dễ thương, nhưng mà mình lại kể lại kèm theo động tác, rồi lại hỏi Nam và hai mẹ con nói chuyện với nhau. Và chính vì vậy cho nên là Nam rất là thích những cái câu chuyện đấy, và mình nghĩ rằng là đấy chính là một cái dạng thức ăn cho tâm hồn để bồi đắp cho tâm hồn Nam ngày càng trở nên giàu có. Những bí quyết ngày hôm nay chúng ta đều có thể áp dụng ngay trong chính gia đình của mình, đúng không thưa quý vị? Để chúng ta có những đứa trẻ không chỉ là thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn, mà điều quan trọng nhất chính là tình cảm của các em sẽ được lớn dần theo thời gian. Và có thể nói là dù là một đứa trẻ được gọi là thần đồng hay một đứa trẻ bình thường, hoặc chẳng may đó lại là một đứa trẻ không được trọn vẹn về mặt hình thể đi chăng nữa, thì các em cũng rất cần cái tình yêu thương và sự quan tâm từ phía những người thân yêu trong gia đình của mình. Và tình yêu thương này sẽ giúp cho các em có cảm giác hạnh phúc và tình cảm trong gia đình cũng được gắn kết với nhau nhiều hơn. Điều quan trọng đó là khi các em lớn lên rồi, quý vị sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra, đó chính là các em sẽ luôn mạnh mẽ và tự tin khi bước vào đời. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn gia đình đã cùng trò chuyện với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ.